Thưa quý vị, vừa bắt đầu mùa hè, toàn quốc diễn ra các đợt cắt điện liên tục. Việc thiếu điện còn làm nhiều đại biểu Quốc hội lo lắng khi đại diện Bộ Công Thương cho biết miền Bắc đang ở giai đoạn thiếu điện ở bất kể khung giờ nào. Vấn đề về điện liên quan đến mọi hoạt động sản xuất, dân sinh. Các đại biểu cho rằng xin lỗi tới người dân là tốt nhưng phải có biện pháp khắc phục. Nhân dân và cử tri chờ đợi vào những hành động của cơ quan quản lý. Thời gian gần đây, người dân có thêm một thói quen mới là kiểm tra tin nhắn thông báo của bên điện lực về giờ cắt điện hay lướt tìm thông tin lịch cắt điện ở các địa phương. Theo các đại biểu Quốc hội, việc thiếu điện có nhiều nguyên nhân, song để ra tình huống trầm trọng như vậy, dẫn đến việc cắt điện không chỉ khu vực dân sinh mà còn ảnh hưởng cả khu vực sản xuất, doanh nghiệp, thì cần đánh giá sự tác động đến kinh tế xã hội, thậm chí đến cả an ninh trật tự. Trao đổi bên hành lang Quốc hội, đại biểu Trịnh Xuân An, đoàn Đồng Nai cho rằng, về việc thiếu điện, sự cố cắt điện những ngày qua hãy khoan đổ lỗi cho ai, bởi câu chuyện xét lỗi phải đánh giá rất cẩn trọng từng lĩnh vực và trên nhiều khía cạnh. Đại biểu Trịnh Xuân An nêu ý kiến. Trước hết, khách quan là thời gian qua không có đủ nguồn cho thủy điện tích nước. Lượng nước tại nhiều khu vực thủy điện ở mực nước chết, rất khó để cung cấp đủ sản lượng. Mặc dù chúng ta đã phải mua điện của các nước bên cạnh, việc truyền tải từ miền Trung ra miền Bắc trên đường dây siêu cao áp 500 kV cũng phải đáp ứng điều kiện kỹ thuật nhất định. Đó là vấn đề khách quan. Song vấn đề chủ quan là phải rà soát lại hệ thống chính sách về phát triển năng lượng. Theo đại biểu Trịnh Xuân An, lý giải của Bộ Công Thương về việc thua lỗ của EVN là doanh nghiệp duy nhất chỉ mua điện, mua vào một giá khác và bán ra với giá điều tiết. Đại biểu cho rằng cần phải đánh giá lại câu chuyện này đúng hay không. Thêm nữa, việc hạch toán giữa công ty mẹ, công ty con có đúng, có đủ hay không? Theo các đại biểu, đây là lời xin lỗi cần thiết, song người dân và cử tri sẽ cần nghe kỹ hơn về giải pháp cải thiện nguồn cung, hạn chế cắt điện trong thời gian tới. Đại biểu Nguyễn Anh Trí, đoàn Hà Nội cho rằng việc xin lỗi là cần thiết. Mình sai thì mình phải xin lỗi. Đó có thể được xem như là văn hóa tối thiểu trong đời sống con người. Điều đáng mừng là văn hóa đó đã thâm nhập vào công tác quản lý, lãnh đạo. Đại biểu đoàn Hà Nội nêu ý kiến. Lãnh đạo từ thấp đến cao, khi mình làm sai thì nên xin lỗi nhân dân. Trong vòng 10 năm trở lại đây, văn hóa xin lỗi ngày càng phát triển. Điều đó rất tốt, song có vấn đề quan trọng hơn là sau lời xin lỗi đó phải có hành động sửa chữa lỗi. Còn nếu nói lời xin lỗi để cho qua, xoa dịu hay tránh sự bức xúc của dư luận, của nhân dân thì phải cảnh báo. Theo đại biểu Nguyễn Anh Trí, lời xin lỗi phải kèm theo biện pháp sửa chữa lỗi. Điện cũng thế, giao thông hay y tế cũng vậy. Câu chuyện thiếu điện, cắt điện mỗi khi đến mùa cao điểm không phải là mới. Mỗi lần như thế, dư luận lại băn khoăn vai trò của EVN trong cung cấp điện. Với đợt thanh tra lần này, hy vọng cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp, lộ trình cụ thể để khắc phục, tránh việc thiếu điện, cắt điện rồi xin lỗi.